Theo đó, tin đồn thất thiệt có nội dung liên quan tới việc lãnh đạo chi nhánh PG Bank Phú Thụy, huyện Gia Lâm vỡ nợ bị bắt. Thông tin sai sự thật này đã tác động tiêu cực đến dư luận xã hội. Một số khách hàng đã tập trung về phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng PG Bank trên địa bàn quận Long Biên và huyện Gia Lâm để rút tiền gửi. Công an thành phố Hà Nội cho biết đây là thông tin không chính xác, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín ngân hàng PG Bank và quyền lợi của người dân trên địa bàn gửi tiền tại đây. Ngân hàng làm việc với cơ quan công an liên quan đề nghị tiếp nhận vụ án để điều tra, truy tìm các đối tượng đưa thông tin sai lệch, gây mất trật tự an toàn xã hội và ảnh hưởng đến lợi ích của người gửi tiền.